Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật trên báo Thanh Hóa. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, hôm nay ngày 18 tháng 10, các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng nhẹ, không khí dịu mát với nền nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C, đêm có mưa vài nơi. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm từ 65 đến 96%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C, độ ẩm từ 67 đến 96%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm từ 67 đến 96%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 67 đến 97%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 68 đến 97%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 68 đến 96%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 69 đến 96%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 68 đến 97%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 70 đến 97%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18 tháng 10. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Việt Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 32 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.